Huế. Ở Huế thì chỉ có thành trì và lăng tẩm là đẹp hơn cả. Thành thì xây bằng gạch, thật cao. Ở xung quanh thì có hào sâu và rộng. Trong thành, chính giữa thì có hoàng thành, là chỗ cung điện nhà vua. Ở bên cạnh thì có các bộ và các viện. Vào hoàng thành thì đi qua cửa ngọ môn và những con đường rộng lát gạch. Hai bên có hồ sen rồi mới đến sân rồng. Trước điện Thái Hòa là chỗ có thiết đại trào thì vua ngự. Các lăng thì ở trong những khu rừng gần kinh đô. Có lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị và lăng Tự Đức là đẹp hơn cả. Ở đấy thì có những đường rộng, bệ cao, có đền đài, hồ ao, có cây cổ thụ. Chú thích số 1. Tiếng Anh là a century old tree, có nghĩa là cổ thọ. Có hoa bốn mùa. Lăng Tẩm là một nơi hùng vĩ, đẹp đẽ, mà lại có vẻ tịch mịch vô cùng. Giải nghĩa. Lăng Tẩm, tiếng Anh là Imperial Tombs or Royal Tombs, có nghĩa là mộ các đế vương. Hùng vĩ, tiếng Anh là Grand, Sublime or imposing, có nghĩa là mạnh mẽ, tịch mịch. Tiếng Anh là calm, tranquil, quiet or still, có nghĩa là yên lặng. Bài tập 1 La Mã. Tìm và cách nghĩa những tiếng đồng âm với những tiếng sau này. Thành, hào, viện, cổ. 2 La Mã. Ở trong bài này, có những tiếng nào là tiếng chỉ dùng khi nói về nhà vua thôi? Những tiếng ấy nghĩa là gì? Làm văn, trả lời những câu hỏi sau này. Ở Huế có gì đẹp hơn cả? Xung quanh thành có gì? Vào hoàng thành thì đi qua đâu? Lăng ở đâu? Những lăng nào đẹp hơn cả? Ở lăng có những gì?